Mới đây, khi được hỏi về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không ngần ngại chia sẻ một chút hài hước về tình hình chính trị Mỹ hiện tại. Trong cuộc họp tại diễn đàn kinh tế ở Vladivostok, ông Putin mỉm cười và nhấn mạnh rằng ứng cử viên yêu thích của Nga, nếu có thể nói là như vậy, là Tổng thống Joe Biden. Điều này lập tức thu hút sự chú ý vì theo nhận định của một số nhà phân tích, Nga có thể là những kỳ vọng khác nhau đối với từng ứng cử viên trong cuộc đua lần này. Trong khi cả hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay, bà Kamala Harris, phó tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống Donald Trump đều không hứa hẹn nhiều về việc cải thiện quan hệ với Nga. Sự phân hóa trong cách tiếp cận của họ có thể sẽ ảnh hưởng đến các chính sách mới ngoại giao với Nga. Bà Harris, một người ủng hộ lập trường cứng rắn với Nga, được dự báo sẽ duy trì chính sách hỗ trợ quân sự và tài chính mạnh mẽ cho Ukraine như dưới thời Tổng thống Biden. Ngược lại, ông Trump lại là người từng thể hiện sự ngưỡng mộ đối với ông Putin và cho rằng bản thân có thể mang lại giải pháp hòa bình chỉ trong 24 giờ, một tuyên bố gây chú ý nhưng thiếu chi tiết. Cuộc bầu cử tại Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Mỹ với Ukraine. Đối với bà Harris, các cam kết đối với Ukraine có thể sẽ duy trì mạnh mẽ, đặc biệt với mối quan hệ đồng minh phương Tây ủng hộ Kyiv. Ông Trump, ngược lại, từng hai lần né tránh nêu quan điểm rõ ràng về việc muốn Ukraine giành chiến thắng hay không và đã đặt câu hỏi về giá trị của việc duy trì sự can dự của Mỹ tại Ukraine. Đây là điểm gây lo ngại cho Kyiv, nhưng cũng là điều có thể được Moscow kỳ vọng nhằm nới lỏng sự ủng hộ của Mỹ tới Ukraine. Lập trường của hai ứng viên về NATO cũng mang tính quyết định. Bà Harris thể hiện cam kết sắt thép đối với NATO, đảm bảo các đồng minh rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện trong liên minh quân sự. Ngược lại, ông Trump nhiều lần đặt câu hỏi về mức chi tiêu quân sự của các thành viên NATO khác và cam kết phòng thủ chung của Mỹ, điều từng khiến đồng minh lo lắng về sự hỗ trợ dài hạn. Một khía cạnh quan trọng nữa trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga là kiểm soát vũ khí. Ông Putin đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine, trong khi Hiệp ước New START, Hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa hai nước, sẽ hết hạn vào năm 2026. Bà Harris có khả năng sẽ tiếp tục ủng hộ hiệp ước này như ông Biden đã làm. Trong khi đó, ông Trump từng thúc đẩy một thỏa thuận mới bao gồm cả Nga và Trung Quốc, nhưng cũng đã rút khỏi các hiệp ước quan trọng trong nhiệm kỳ đầu của mình. Sự thiếu rõ ràng về cam kết đối với kiểm soát vũ khí hạt nhân từ phía ông Trump làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của các thỏa thuận này. Dù không đặt nhiều kỳ vọng vào bất kỳ ứng cử viên nào, giới quan sát nhận định rằng Điện Kremlin có lẽ sẽ tỏ ra ưu ái hơn với ông Trump vì ông thể hiện sự linh hoạt hơn trong việc đàm phán và từng có quan hệ cá nhân với ông Putin. Tuy nhiên, một chính sách mềm dẻo của Mỹ dưới thời ông Trump có thể chỉ là một hy vọng. Nhà phân tích Timothy Cotton từ Harvard nhấn mạnh rằng, nhìn chung, Kremlin tin rằng không có điều gì quá tích cực sẽ xảy ra trong quan hệ Nga-Mỹ bất kể ai lên làm Tổng thống. Cuộc bầu cử Mỹ 2024 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều sự điều chỉnh chính sách đối ngoại, đặc biệt là với Nga. Với Nga, việc ai chiến thắng có thể không mang lại thay đổi ngay lập tức trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng vào một chính quyền Mỹ có cách tiếp cận thực dụng hơn đối với các vấn đề liên quan đến khu vực Đông Âu, NATO và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến dư luận dậy sóng khi xuất hiện trên một chiếc xe chở rác theo chủ đề chiến dịch tranh cử của ông tại Wisconsin vào ngày 30 tháng 10. Hình ảnh này không chỉ gây chú ý mà còn thể hiện một sự chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump đã không bỏ lỡ cơ hội để châm biếm bình luận gây tranh cãi của ông Biden khi phát biểu từ ghế hành khách của chiếc xe tải được trang trí bằng nhãn dán và cờ chiến dịch của ông. Các bạn thấy xe chở rác của tôi thế nào? Chiếc xe này là để vinh danh Kamala và Joe Biden, ông Trump nói, khiến nhiều người không khỏi bật cười và suy nghĩ về động thái này. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump nhanh chóng chia sẻ hình ảnh và video về sự kiện này, khiến cho truyền thông và dư luận không ngừng bàn tán. Hành động này không chỉ thể hiện tài năng quảng bá của ông Trump, mà còn khéo léo khơi dậy sự phẫn nộ trong số những người ủng hộ đối với những phát biểu của Tổng thống Biden gần đây. Bình luận của ông Biden vào tối ngày 29 tháng 10 đã khiến dư luận xôn xao. Trong khi đang phát biểu, ông dường như đã so sánh những người ủng hộ Trump với rác khi nhắc đến một trò đùa phân biệt chủng tộc do một diễn viên hài đưa ra tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump vài ngày trước. Theo đó, diễn viên này đã ví Puerto Rico như một hòn đảo rác, một bình luận gây tranh cãi không hề nhỏ. Trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, Phó Tổng thống Harris đã lên tiếng để làm rõ quan điểm của mình. Trước hết, Tổng thống đã làm rõ những bình luận của mình
Nhưng tôi xin nói rõ, tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào đối với mọi người dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai, bà Harris nhấn mạnh. Nhà Trắng cũng đã nhanh chóng phản ứng sau phát biểu của Tổng thống Biden, khẳng định rằng ông đã bị hiểu sai. Nhà Trắng cho biết ông Biden thực sự đã chỉ trích những lời lẽ phân biệt chủng tộc tại cuộc vận động tranh cử, không phải những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Họ đã cung cấp bản ghi đầy đủ để làm rõ ý kiến của ông Biden. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại phát biểu của Biden đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến cho nhiều người bày tỏ sự tức giận. Thứ rắc rối duy nhất mà tôi thấy đang lan truyền ngoài kia là những người ủng hộ ông ta. Ông Biden được cho là đã nói trong đoạn clip. Phát biểu này đã khiến nhiều người nhớ lại những bình luận gây tranh cãi của Hillary Clinton vào năm 2016 khi bà từng nói rằng một số người ủng hộ ông Trump là những kẻ đáng chê trách. Chính ông Trump cũng không phải là người không chịu sự chỉ trích về những lời lẽ của mình đối với những người đối lập. Ông đã mô tả những người này là kẻ thù từ bên trong và những người bệnh hoạn. Trong các cuộc meeting gần đây, ông cũng đã gọi nước Mỹ là thùng rác của thế giới, một phát ngôn không hề dễ nghe trong bối cảnh hiện tại. Đến thời điểm này, cuộc chiến tranh cử giữa ông Trump và ông Biden đã diễn ra với nhiều sự kiện bất ngờ và tranh cãi. Hình ảnh ông Trump trên chiếc xe chở rác đã trở thành biểu tượng cho sự đối đầu quyết liệt giữa hai ứng cử viên, cho thấy rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ. Việc sử dụng hình ảnh mạnh mẽ và châm biếm trong chiến dịch tranh cử đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược của ông Trump. Điều này cho thấy ông không chỉ muốn thu hút sự chú ý mà còn mong muốn tạo ra sự phẫn nộ trong cử tri nhằm củng cố vị thế của mình trong cuộc đua chính trị này. Với sự khéo léo trong cách truyền thông và xử lý tình huống, ông Trump một lần nữa đã chứng tỏ khả năng của mình trong việc quản lý hình ảnh và sự chú ý của công chúng. Tất cả những diễn biến này đều cho thấy rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ không chỉ là một cuộc chiến giữa các chính sách mà còn là cuộc chiến về hình ảnh và cách thức truyền tải thông điệp đến cử tri. Khi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, nhiều nhà quan sát nhận định rằng việc bà Harris tăng công kích ông Trump dường như không có tác dụng và lãng phí thời gian. Trong những ngày tranh cử cuối cùng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tăng cường công kích ông Trump và cảnh báo về những nguy cơ mà nước Mỹ phải đối mặt nếu ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đảng viên Dân Chủ tại một số bang chiến trường cho rằng chiến thuật này không mang lại hiệu quả, theo tờ Politico. Gần đây, bà Harris đã gọi ông Trump là rối loạn tâm thần, ngày càng mất kiểm soát và bất ổn và không đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ. Bà Harris đưa ra những lời chỉ trích này sau khi ông Trump đe dọa rằng sẽ dùng lực lượng quân đội và hệ thống tư pháp để chống lại những người phản đối ông, cũng như mô tả các đối thủ chính trị của mình là kẻ thù từ bên trong. Cạnh đó, bà Harris đã tỏ ra ủng hộ ý kiến của cựu tránh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, người đã từng phục vụ dưới thời ông Trump, rằng ông Trump là người giống như định nghĩa chung của chủ nghĩa phát xít và ngưỡng mộ chùm phát xít Đức Hitler. Bà Harris cũng cảnh báo rằng ông Trump muốn quyền lực không bị kiểm soát nếu được bầu lại và nhắc nhở cử tri rằng ông Trump đã kêu gọi đặt dấu chấm hết cho hiến pháp sau nỗ lực bất thành của ông nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Tại bang chiến trường Michigan, giới quan sát và một số đảng viên Dân Chủ tỏ ra lo ngại về chiến thuật ở giai đoạn cuối của bà Harris, cũng như cho rằng bà Harris đã sa đà quá nhiều vào những vấn đề cá nhân của ông Trump. Họ lập luận rằng cử tri đã trở nên chai sạn với những lời chỉ trích ông Trump và những cảnh báo về ông. Hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy nền kinh tế vẫn là mối quan tâm hàng đầu với cử tri và ông Trump nắm giữ lợi thế về vấn đề này. Chiến thuật này không hiệu quả trong các cộng đồng đang phải vật lộn để kiếm sống và đó chính là vấn đề. Bà Harris đang nói chuyện với những đối tượng không phù hợp. Chúng ta không thể tiếp tục vận động tranh cử dựa trên nỗi sợ hãi. Bà Sergey Dagnogo, cựu hạ sĩ Dân Chủ ủng hộ bà Harris nhận định. Còn đảng viên Dân Chủ ở thành phố Potosí, bang Michigan, tên Karen Landsendorfer chia sẻ, tôi không thấy chúng ta có thể lay chuyển bất kỳ ai bằng thông điệp đó. Chính là việc chỉ trích ông Trump. Thật mạo hiểm khi đưa ra quan điểm tiêu cực, bởi vì đôi khi những người độc lập không thích sự tiêu cực. Trên khắp Michigan, những người ủng hộ đảng Dân Chủ đang lo ngại rằng bà Harris đang bỏ lỡ cơ hội thể hiện chính sách của mình khi Đảng Cộng Hòa tăng chỉ trích bà về nền kinh tế và chẳng khác gì với chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Cạnh đó, giới quan sát và cử tri lo ngại rằng
Các cuộc công kích của bà Harris và ông Trump đang làm cử tri mất tập trung vào vấn đề mạnh nhất của bà, quyền phá thai. Tuy nhiên, bà Harris vẫn đang tập trung làm nổi bật vấn đề này khi hôm 25 tháng 10, nữ phó tổng thống đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử lớn ở bang Texas nói về mối đe dọa mà ông Trump đã gây ra đối với quyền phá thai. Tiếp sau đó, cựu tổng thống Barack Obama, trong khi vận động tranh cử cùng phó tổng thống Harris tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan, đã gửi thông điệp tới những người đàn ông về vấn đề này. Tại Kalamazoo, bà Harris đã có vài phát biểu cũng nhấn mạnh đến các vấn đề kinh tế như giảm chi phí nhà ở và giải quyết tình trạng tăng giá bất hợp lý.